kính chào quý khán giả và bà con nông dân. Thưa bà con, sáng sớm nay 12 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, Trung Trung Bộ có mưa, ở các tỉnh miền Bắc ngày hôm nay trời còn tiếp tục rét đậm rét hại. Từ ngày mai có khả năng thời tiết sẽ ấm dần lên, rét đậm rét hại chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng sớm. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Ngày hôm nay, khối không khí lạnh chi phối các tỉnh miền Bắc sẽ bắt đầu suy yếu, do đó nền nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ có khả năng tăng nhẹ, trời ít mây và không khí khô ráo hơn. Các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, ngày có mưa một vài nơi, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 6 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 12 cho đến 15 độ, độ ẩm là từ 70 đến 90%. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá, nhiệt độ thấp nhất là từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 12 cho đến 15 độ, độ ẩm là 60 đến 80%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 10 cho đến 13 độ và cao nhất từ 14 đến 17 độ, độ ẩm là 60 đến 75%. Thưa bà con, những ngày gần đây, người dân trồng đào lo lắng vì rét đậm rét hại nên để hoa đào nở đúng dịp Tết, cả vườn đào Nhật Tân Hà Nội đã phủ kín ni lông, thắp đèn suốt ngày đêm, sưởi ấm cho đào. Thời tiết trong 1 đến 2 ngày tới có ấm dần lên nhưng cường độ ấm sẽ chưa rõ rệt do nhiệt độ tăng chậm. Vì vậy, người trồng đào hãy từ từ mở túi ni lông, giảm thời gian thắp đèn xuống rồi hãy để đào tiếp xúc trở lại với môi trường sống bình thường. Vì nếu mở đột ngột thì đào sẽ bị sốc, các nụ hoa dễ bị thu chột, không phát triển được. Dự báo trong thời gian tới, bộ phận không khí lạnh phía Bắc có cường độ yếu dần, do vậy những ngày rét buốt tại miền Bắc sẽ tạm lùi xa, nhường chỗ cho tiết trời ấm áp hơn. Đây sẽ là một tin rất vui với người trồng đào quất để đón năm mới. Chuyển sang khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, phía Bắc rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất 15 cho đến 18 độ, độ ẩm là từ 60 đến 75%. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ, phía Nam là từ 27 cho đến 30 độ, độ ẩm là 60 đến 80%. Thưa quý vị và bà con, nếu như năm nay do trời ít mưa, các cánh đồng trên địa bàn miền Trung gặp cảnh khô hạn, mùa vụ thất thu thì với người trồng kiệu lại là một niềm vui trúng mùa, bởi nhờ trời ít mưa, kiệu ít chết và có điều kiện phát triển tốt. Vào những ngày cuối tháng 11 âm lịch, mặc cho giá rét bao trùm, trên khắp các nẻo đường ở các xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Quang và trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Phú Mỹ, Bình Định, người dân hối hả thu hoạch, vận chuyển kiệu đến nơi tập kết để thương lái đến cân mua. Năm nay, người tiêu dùng ở các tỉnh phía Nam mua kiệu sớm, sức mua cũng tăng mạnh so với mọi năm. Bên cạnh đó, kiệu còn được đưa đi tiêu thụ ở Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc. Nhờ thế mà năm nay, người dân trồng kiệu tỉnh Bình Định có một cái Tết no đủ. Đi qua những ngày mưa phùn gây ẩm ướt trên khu vực Tây Nguyên trong thời gian tới, trời tạnh ráo và hanh khô. Tuy nhiên, vẫn duy trì tiết trời lạnh về đêm. Chế độ thời tiết này sẽ còn kéo dài đến những ngày Tết âm lịch. Cây trồng, hoa Tết trong khu vực phát triển bình thường và thuận lợi. Tại đây, ngày mai, thời tiết có dạng mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 28 độ, độ ẩm là 50 đến 60%. Khu vực phía Nam trời đã có nắng trở lại. Trong thời gian tới, thời tiết đơn thuần tại khu vực sẽ là tình trạng nắng nhiều, mưa ít. Tuy nhiên, do đang trong kỳ chiều cường đầu tháng 12 âm lịch, nên các nhà vườn trồng hoa đón Tết cần hết sức lưu ý. Mây thay đổi ngày nắng, đêm có mưa rào ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, cao nhất 30 đến 33 độ, độ ẩm từ 45 đến 70%. Thưa quý vị và bà con, dọc đường vào ấp suối Bình ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, ở thời điểm này là những vườn điều trĩu bông và trái non, trên cành, lác đác trái chín. Theo người trồng điều, thông thường nếu điều chín sớm trước Tết thì thời gian thu hoạch sẽ kéo dài hơn
và cũng trúng mùa. Tuy nhiên, mặc dù năm nay điều có nhiều bông và lại chín sớm, nhưng nông dân vẫn lo. Do thời gian vừa rồi xuất hiện mưa trái mùa nên tỷ lệ bị thúi trái non vẫn xảy ra. Khả năng trái phát triển ổn định sẽ không được như đợt vừa rồi. Đồng thời từ nay đến Tết, Nguyên đán còn xuất hiện những đợt không khí lạnh tràn về gây ra sương mù nên điều còn bị ảnh hưởng về năng suất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ của kênh VTC14 ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin thời tiết tiếp theo của chúng tôi.